Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng thường kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình là mục theo dấu bạn xem truyền hình. Chúng tôi có phóng sự xác minh đơn thư công dân tố cáo một số hộ dân thôn Trịnh Mỹ, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ ngang nhiên san lấp ao tập thể. Cuối chương trình là mục thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư công dân tố cáo ông Huân và ông Khang, thôn Trịnh Mỹ, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ ngang nhiên san lấp ao tập thể và ông Huân còn tự đào gần mẫu ruộng ở vườn cây tập thể thành ao, song không thấy chính quyền địa phương xử lý gì. Để tìm hiểu và phản ánh đơn thư công dân, nhóm phóng viên mục hộp thư truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã về địa phương để xác minh sự việc và có phản ánh sau. Tiếp và làm việc với phóng viên chuyên mục hộp thư bạn xem truyền hình có ông Nguyễn Thanh Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và ông Nguyễn Mạnh Hùng, công chức địa chính xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ. Theo đơn tố cáo gửi đến Đài Truyền hình tỉnh Hưng Yên, người làm đơn tố cáo ghi tên là Trần Thị Miền, đại diện cử tri thôn Trịnh Mỹ. Khi chính quyền địa phương mời bà Trần Thị Miền lên làm việc cùng phóng viên thì bà Miền cho biết bà không làm đơn và không biết đến nội dung đơn thư này. Tôi là Trần Thị Miền, ở đội 4, thôn Trịnh Mỹ, xã Ngô Quyền. Thế hiện nay là không biết là ai là loạn tên tôi là tố cáo ông Khang Dương Huân là lấn chiếm cỏ vượt, chứ còn hoàn toàn tôi không có, tôi không làm đơn tố cáo ai cả. Qua làm việc với công dân Trần Thị Miền và đại diện chính quyền địa phương, xác minh đơn thư tố cáo này là đơn mạo danh. Còn về nội dung tố cáo có đề cập đến hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, tố cáo hộ ông Huân, ông Khang ngang nhiên san lấp ao tập thể. Vấn đề thứ hai, tố cáo hộ ông Huân tự đào gần một mẫu ruộng ở vườn cây tập thể thành ao, song không thấy chính quyền địa phương xử lý gì. Theo đơn thư công dân tố cáo, phóng viên đã đến thực địa và đây là hình ảnh phóng viên ghi hình ngày 29 tháng 6 tại khu vực ao tập thể tại thôn Trịnh Mỹ, xã Ngô Quyền. Ao nằm trong khu dân cư và hiện tại không có đường đi vào, các hộ dân sống xung quanh đều có cơ hội lấn chiếm. Và cái ao tập thể và bao bọc là xung quanh nó là dân cư xung quanh, và ao tù thì nhiều năm nay là không thổ khoán được, do là vị trí ao tù và do trong cái quá trình hộ dân họ xây dựng cái công trình nhà cửa của họ thì có dư đất ấy, thì họ ở tiền kề thì họ có san lấp đổ xuống cái diện tích ao này một chút, thôn cũng không phát hiện kịp thời thì do là nó khó khăn về vị trị địa lý nên là không báo cáo kịp thời ban xã để giải quyết. Trước vấn đề công dân tố cáo hộ ông Huân có hành vi lấn chiếm ao tập thể, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngô Quyền, và ông Hậu khẳng định cái chỗ lấn chiếm mái ao ấy, cái chỗ đấy là có. Sau khi xác định là có vi phạm này thì đến mùng năm tới này, chúng tôi đã soạn thảo nghị quyết rồi, để họp ủy ban thì chúng tôi sẽ có cái kế hoạch để tiến hành tổ chức chỉ đạo để xử lý, giải tỏa, nếu không để cái tình trạng vi phạm xảy ra. Phóng viên cũng đã đến thực địa để ghi lại hình ảnh khu vực vườn cây tập thể được đề cập trong đơn thư tố cáo. Đối với việc gia đình ông Huân có hành vi tự đào gần một mẫu ruộng ở vườn cây tập thể thành ao, song không thấy chính quyền địa phương xử lý gì. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên được ông Nguyễn Mạnh Hùng, công chức địa chính, và ông Nguyễn Thanh Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngô Quyền trả lời như sau. Thì ông Huân thì cách đây 5-6 năm thì cũng có là trúng được cái hợp đồng thầu vườn ấy và cũng có cải tạo để cho cái việc nâng cao sản xuất này, chứ cũng không có cái mục đích nào khác. Thì hiện nay thì là chủ sử dụng là khác. Cái bản chất ấy thì họ có nuôi trồng thủy sản và trồng cây trên đất đấy. Thì cũng không, theo quan điểm của tôi thì là cái việc này thì nó là cải tạo đất là tốt để nâng cao hiệu quả kinh tế. Bây giờ thì là công dân khác thầu rồi, chắc là thời điểm ông Quân làm là cũng có đào ao cải tạo lại cái ao, rồi chắc là đào cái ruộng để đắp vào bờ để cái tổ chức trồng cây mà như đồng chí cán bộ địa chính vừa báo cáo. Mà theo như cán bộ địa chính báo cáo như thế thì cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến quá trình cải tạo hoặc là phát triển kinh tế của các hộ gia đình thầu cả. Như vậy, theo nội dung đơn thư công dân, phóng viên chuyên mục hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã về địa phương xác minh sự việc. Và với nội dung phản ánh gia đình ông Huân và ông Khang lấn chiếm ao tập thể, thì đại diện chính quyền địa phương, ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngô Quyền khẳng định sự việc là có
và chính quyền địa phương đã tiếp thu ý kiến phản ánh và sẽ xem xét xử lý theo thẩm quyền. Còn về vấn đề, những năm trước đây, gia đình ông Huân có thầu khoán vườn cây tập thể, ông Huân có cải tạo thành ao để tăng hiệu quả kinh tế. Chính quyền địa phương xét thấy sự việc đó là chính đáng nên không ngăn chặn và hiện nay khu vực vườn cây của tập thể này đang do người khác nhận thầu khoán. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân sau. Đơn thư công dân Nguyễn Thị Bơi, xã Đông Ninh, huyện Quái Châu. Đơn thư công dân Đinh Quang Xê, xã Hương Đạo, huyện Tiên Lữ. Đơn thư công dân An Đình Nhàn, xã Đại Hưng, huyện Quái Châu. Đơn thư công dân Vũ Đình Hường, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Đơn thư công dân Đào Hồng Thanh và một số công dân xã Đại Hưng, huyện Quái Châu. Đơn thư công dân Nguyễn Xuân Phiến, xã Đoàn Đảo, huyện Phù Cử. Đơn thư công dân Bùi Văn Phong, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Lê Thị Thu, xã Đông Tảo, huyện Quái Châu. Đơn thư công dân Đào Văn Dĩnh, xã Hồng Tiến, huyện Quái Châu. Đơn thư công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hùng Phát, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đơn thư công dân Trần Xuân Biển, xã Vũ Xá, huyện Kim Động. Sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.